chúng tôi xin mời phần thi SV truyền cảm hứng của đại học xây dựng bắt đầu. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Và mặc dù đã rất quen thuộc với bản mặt này của tôi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu. Tôi là Trần Xoáy, tên giao dịch Xoáy Ca. Và ngay sau đây xin mời vị giáo sư đáng kính của chúng ta, giáo sư Cù Trọng Xoay. Xoay Trọng. Ôi, giáo sư. Vâng, chào giáo sư ạ. Vâng, giáo sư thất ẩn xuất hiện làm tôi không kịp trở tay thay quần áo. Vâng, xin hỏi giáo sư tuần vừa qua... Tôi khỏe. À không, tôi muốn hỏi phu nhân giáo sư tuần qua thế nào? Phu nhân tôi vẫn phì nhiều lắm. Đúng là trong bọn như xoay cao khác thường quý vị. Có lẽ là cặp đôi số 10 hoàn hảo đúng không ạ? Vâng. Vậy để khởi động cơ hàm thì chúng ta cùng đến với những câu hỏi nhanh đáp nhanh như thế, thưa giáo sư. Vâng, tôi đã sẵn sàng. Xin hỏi giáo sư, nhiều người bị cảm cùng lúc người ta gọi là gì? Đa cảm. Làm việc xấu thì bị cảm. Ác cảm. Rủ nhau bị cảm. Đồng cảm. Chẳng may giáo sư bị cảm. Dũng cảm. Vậy xin hỏi giáo sư, các bạn sinh viên đây dầm mưa về mà không bị cảm thì gọi là gì ạ? Vô cảm. Giáo sư đúng là miệng nhanh hơn não. Câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn nữ mù âm nhạc a@gmail.com có hỏi: Thưa giáo sư, cháu là một người rất đam mê âm nhạc. Tháng trước bạn trai chia tay cháu. Lời cuối cùng anh ta nói rằng: trong cháu chỉ quay khi trời có gió, anh chỉ cười khi con chó cắn em. Vậy xin hỏi giáo sư, bài hát Để Gió Cuốn Đi do ai sáng tác ạ? Tôi xin khẳng định luôn, Sơn Tùng chính là tác giả bài hát. Sơn Tùng chính là tác giả bài hát Cơn Mưa Qua. Còn Để Gió Cuốn Đi chắc chắn là do Trịnh Công Sơn sáng tác. Dạ vâng, thưa giáo sư, có lẽ là do tôi đầu trâu óc chim sâu nên chưa kịp hiểu ý. Cả năng anh đầu trâu thật. Vâng, tôi không cười. Vâng, nhưng mà tôi thấy trong câu hát thì trong bài hát thì có một câu là: sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì, giáo sư biết không? Để gió cuốn đi. Tôi thấy không đúng, thưa giáo sư. Giáo sư, tôi thấy không đúng. Tại sao trong một xã hội mà chúng ta đang cần những tấm lòng nhân ái như vậy để gió cuốn đi thì tôi cũng hiểu. Nhưng mà vâng, giáo sư giải thích tôi nhé. Để gió cuốn đi đây không phải để gió cuốn đi mất, mà để nhân rộng lòng yêu thương, ban phát cho tất cả mọi người, xoa dịu mọi nỗi đau, rồi chỉ còn hạnh phúc ngập tràn khắp không gian. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì, em biết không? Mai làm tiếp ai là Triệu Phú nhé. Xoáy ơi, mình đi đâu thế? Đấy cả người tâm thần, người ta còn nghĩ đến tấm lòng. Thế mà ở ngoài kia bao nhiêu người còn trả được như vậy, buồn lắm. Tôi thì cứ nghĩ đây là câu chuyện diễn ra trên truyền hình, nhưng hóa ra không gian đó là một bệnh viện tâm thần. Bạn có nét gì đó rất là giống anh Dũng hồi trẻ. Còn bạn thì tôi thấy có gì đó rất giống anh Xuân Bắc. Tôi còn thích ở cái kiểu mà trước khi rút mà còn hẹn gặp lại các bạn ở chương trình Ai Là Triệu Phú nữa. Lúc đầu anh Sâm còn ghé vào tai tôi nói rằng là may quá mình thoát rồi. Không thoát được đâu anh ơi, không thoát được đâu. Nhưng nói chung là phần của các bạn rất hay, rất tuyệt vời, rất xây dựng. Đào xây dựng ngay từ ngày đầu tham gia SV với chúng tôi, đây là một đội rất là mạnh. Để mà nhận xét về phần thi vừa rồi của các bạn, tôi có 4 từ: hay, thông minh, nghịch ngợm và đậm chất SV. Xin chúc mừng. Ở đây Hương ghi đúng 2 chữ thôi, là xuất sắc. Vừa với các bạn, chút xíu nữa điểm dành cho các bạn sẽ là điểm 10. Giám khảo Văn Mai Hương đã không kịp giữ bí mật được rồi và cô ấy đã tiết lộ luôn điểm số ấy. Rất là vui và nói chung là cũng xúc động ấy, lúc ấy xin khóc này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với SV truyền cảm hứng và cùng gặp gỡ khoa y dược Đại học Quốc gia.